Rồi, chào tất cả mọi người ha. Thì chiều hôm nay thì mình tiếp tục đi câu cá lóc các bạn ơi. Giờ cũng hai mấy ba giờ rồi. Mình mới xuống tới điểm câu à. Điểm câu của mình ở Tân Tập mà cả nhà. Nghe cháu cầu số 4 chạy vô ấp Tân Hòa. Nên mình kiếm mấy cái bãi trả lại mấy cái bãi cũ đánh nè. Tính đi kiếm bãi mới mà nãy giờ vô vậy mà không có cả nhà ơi. Giờ mình đang ở trong đây khỏi là trong rừng hay gì có cái cầu cầu người ta làm ta bỏ nè này xung quanh toàn là cỏ không à nãy đi tuốt tuốt từ từ trong kia không có điểm câu này mình trở lại nay mình đi với bạn thắng đứng ngoài góc ngoài câu quá mình đi khám phá rồi khi nào chúc có tím tìm được cái bãi câu thì mình sẽ quay cho cả nhà xem ha. Còn không có thì mình làm mấy bãi cũ mình vĩnh. Giờ mình đi ra đây. Rớt xuống nó bụp luôn rồi. Trời ơi, vừa quăng xuống rớt xuống nó làm rồi các bạn ơi. Rồi, cái lỗ tắt hụt hai lần rồi. Dính rồi. Ú, trọng à. Rồi. Rồi. Đây rồi. Này là cái bốn lạng à. Để mình tắt gỡ cá cả nhà ha. Thank you.
cái tập trung đánh đây đi Thắng, tập trung lấy cá bự không à, quýnh cái lỗ á hả, cá bốn lạng không à. Cá cả nhà ơi, cái này 3 lạng ha. Rồi, để tháo cá cả nhà ơi. Rồi táp hụt. Kiền nó kiền cứng nhắc dưới rồi. Lên cả nhà ơi. Trời ơi. Rồi xảy rồi. Tiếc quá. Cay thiệt chứ. Con này nhỏ. Rồi đây là tháo cá cả nhà. Đớp rồi. Nó còn đây nữa. Ôi chiều còn bị sảy nữa. Rồi xong luôn. Cái gì đang xảy ra vậy trời? Vậy tại sao đứt lưỡi luôn rồi hả? Đứt luôn rồi với xúc gì nữa. Thank you.
Đỡ cái cá nhà ơi. Là 6 cá ha. Thắng. Nó cắn xong nó nhảy lên vậy nè. Chọc bá luôn. Rồi giờ cũng gần 6 giờ rồi cả nhà ơi. Rồi, mình xin dừng clip ha. Giờ mình nhìn loại bộ ra ngoài. Để em xảy nãy có con Hugo nó cắn tụi nó cá nhỏ nhóng đồ nhợ lên nhảy lên con quá trời luôn. Rồi hình quá buổi chiều mình được 5 con cả nhà ơi, cũng được, cũng con 3 lạng 4 lạng, nhỏ nhất là 1 lạng, số không được dính Hugo rồi, tiếc quá. Rồi, cả nhà thấy clip thú vị thì cho xin một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha bạn. Hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo. Xin chào cả nhà nha.